Hello trong dụng ngâm, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em review cho mọi người xem buổi em đang đổ rượu vào thùng gỗ sồi để ngâm để tạo ra dòng whisky giống như Chivas hay Macallan đấy nhá. Đây chính là rượu gạo của Nam Trọc Trung Cất. Đấy thì nước ngoài thì họ dùng rượu lúa mạch hay là mía gì đấy, Việt Nam mình thì dùng rượu gạo. Đây, em ngâm thùng gỗ sồi rượu 50 độ nha các bác nhá. 50 độ thì lúc nó hạ xuống nó khoảng 40 mấy độ là vừa, uống là vừa đẹp. 50 độ. Người nhìn rõ chưa? 50 độ nhá. Dân chơi hẻ rượu nó tốn kém lắm các bạn. Rượu trong nước mưa luôn. Đấy, mọi người thay vì uống một chai rượu nhập khẩu nó 3 triệu một chai, chúng ta chỉ cần mua một cái bom này với hơn triệu tiền rượu thôi. Chúng ta có 20 lít rượu, giống hệt rượu Tây luôn, cũng thích nhầm gì mà người nhà mọi anh em, bạn bè. Đấy là rượu, đây là thùng gỗ sồi mang thương hiệu riêng của Nam Trọc rượu ngâm. Đây là cái bình rượu thành phẩm của Nam Trọc mới chất ra. Sắp rượu để làm chọc đang trên đà hình thành nên rượu đồng đồng làm chọc. Các bác sau này cứ nhìn thấy có cái logo này là rượu, tất cả là rượu cho làm chọc hết nhá. Rượu nước ngoài thì người ta cũng dùng rượu trắng Trưng Cất như này để ngâm. Mọi người hay uống và biết đến cái thương hiệu rượu Chivas Macallan là xứ Scotland đấy, là người ta ngâm bằng rượu Trưng Cất yến mạch. Đây cũng chỉ đơn giản thế thôi, cũng chỉ từ rượu trắng Trưng Cất xong cho những thùng gỗ sồi như này, sau một thời gian thì nó sẽ ra được cái màu như này, giống hệt màu Chivas và Macallan. Em làm chắc cái chả thiếu cái rượu đang trên đà hình thành. Ngâm cái dòng rượu gỗ sồi này ra cái dạng whisky thì mọi người phải ngâm rượu về độ đậm chút nhá, ít thì tầm từ 50 độ trở lên, thì khi nó ra thành phẩm hạ xuống khoảng 40 mấy độ là uống nó vừa đẹp. Và cũng tùy theo sở thích khẩu vị của mỗi người, có thể chúng ta ngâm 40-45 độ cũng được. Các bác cần rượu ngon và cần thùng gỗ sồi chuẩn để ngâm rượu thì cứ liên hệ với Nam Trọc nhé. Em Nam Trọc ship tận nơi cho các bác, ship toàn quốc cho các bác nhé. Đảm bảo là cam kết thùng chuẩn, ngâm ra rượu chuẩn và rượu để ngâm cũng rất là chuẩn luôn.